mấy điểm, chỉ được có 65 điểm thôi. 65 điểm là điểm giỏi, nhưng 70 điểm là điểm xuất sắc đây. 69 điểm nữa là điểm giỏi, nhưng 70 điểm là điểm xuất sắc rồi. Không giỏi à? Học cùng lớp chị, môn trước chị được 73 điểm, nhưng mà môn này điểm bị thấp chị mới buồn đấy. Thế là... Còn nữa.